Chồng con chăm hết, chăm cho em bé rồi chăm cho con rồi ăn uống đủ thứ, nói chung là mẹ lo, má lo hết. Tới ra tháng, em bé được 1 tháng thì con có xin ba má chồng là cho sẽ lên Sài Gòn. Nói chung là ai cũng phản đối, thì lúc đó còn chưa được khỏe lắm. Nhưng mà tại vì tính con nó sống tự lập, muốn tự lập, muốn được kiếm tiền, ham kiếm tiền sớm quá cho nên là không có ngày nào được ngủ yên hết, lúc nào cũng muốn lên Sài Gòn để đi làm hết. Rồi cái ra tháng rồi ba má chồng thấy cũng thương thôi, cũng cho đi lên làm sớm. Cho chứ bực lắm chứ bộ, vì chăm sóc nó từ hồi lúc mới sinh, mới để con tháng rồi đi Sài Gòn rồi. Tháng đi một mình cho bỏ con lại nhà cho bà nội. Trời ơi. Lúc đó cô buồn không? Buồn chứ, ẩm cháu cho mực tuổi lắm, khóc mà đêm rồi nè, nhưng mà rồi con nó vậy thôi. Rồi 1 tháng là cai sữa con luôn. Không có gì vô, nó mua dắt là sữa rồi, bỏ sữa lạnh gửi về. Cho gửi về. Trời đất ơi, từ Sài Gòn dắt sữa gửi về Gia Lai cho con. Cô cũng quyết tâm nữa rồi, là 3 tháng 10 ngày cô không cho con ẩm con lên. Nó nhớ con quá nhưng mà nó cũng dám về, nó sợ là mẹ biết tâm của đó mà sợ mẹ nó về mẹ không cho ẩm đi đó rồi nó có đẩy chồng nó về. Thì giờ con biết tâm quá, nó nhớ thôi, cô cũng ẩm con từ đó giờ đến giờ luôn. Là lên Sài Gòn rồi hả cô? Giờ lên Sài Gòn ở giờ luôn, bỏ công việc nhà lên ở với con chăm dâu. Ủa, tiệm đó là của con làm? Dạ, con tự mở ra. Rồi cô lên ở chung với con dâu đó, rồi hai chồng nó có khi nào cãi với nhau trước mặt mình không? Có chứ, nó cãi bình thường, nó là con buồn lắm nhưng mà kệ, bây giờ đôi khi con muốn về luôn, nó thôi kiểu ra là tao về anh mà mày cãi nhau quá tao về á, tao không ở nữa. Nhưng mà thằng chồng đó thì hai chồng vẫn cãi nhau chứ mất nói gì má đâu mà má đâu về, thì một khi nó bực thì má về đi. Mà đôi khi mình cũng buồn ghê nhưng mà thôi, thưa cháu thưa con thôi ở lại. Sao vậy, em với chồng em không có trao đổi với nhau bởi vì cái việc đó hả? Nói chung là hai chồng em tính cũng giống nhau lắm, nó thoải mái, nó tự nhiên lắm. Bực mình cái gì là nói thẳng với nhau, rồi nói mà không hiểu nhau hoặc là không có hồi kết rồi chửi nhau luôn. Rồi nhưng mà nói rồi là thôi chứ không có đi bụng. Chửi nhau luôn hả? Chửi trước mặt mẹ chồng luôn? Chửi luôn. Là ông chồng con vô đóng cửa phòng lại chửi nhau thoải mái tổng. Mà chửi trước mặt mẹ chồng buồn chứ? Buồn không, buồn lắm con đó. Nhưng mà thương con, thương cháu thì thôi, bỏ qua hết. Không, cái này là mới có 1 năm thôi. Thành ra xin chào Quyền Linh là Lê Lộc. Dạ. Chào khán giả. Dạ. Cô là Phan Thị Hòa, ở Gia Lai. Gia Lai Con Tum ha? Gia Lai Con Tum. Dạ. Cái công việc của cô là ở nhà làm gì cô? Cô là nhà cô bán ăn vặt cho học sinh. Bán đồ ăn vặt ha. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh, em chào chị Lê Lộc. Dạ. Em tên là Hồ Thị Minh Linh. Em hiện tại công việc là làm ở Hồ Chí Minh. Em ở tiệm nối mi. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi chị hả? Dạ, em năm nay 94, 27 tuổi rồi. Trời ơi, trẻ quá vậy. Quá trẻ luôn hả? Mình làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, mới cưới đây cũng được 10 tháng. Ồ, 10 tháng thôi. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình á, cô ấn tượng điều gì? Ngày đó là dỗ ông nội là con trai của cô thì đưa con dâu cô về, thì giới thiệu đây là bạn gái con, nên thì cũng ấn tượng là thấy dễ thương, xinh, cô chấp được. Vẫn người xinh thuận lợi quá ha. Và mấy cô dâu mà xinh dẫn về cái mẹ chồng thấy trời nó xinh dễ thương quá, được liền á, chịu liền á. Còn chị thì sao nhỉ? Cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng chị cảm thấy như thế nào? Lúc mà trước khi về thì chồng em cũng có nói là ngày đám giỗ thì mời về chơi, chung là cũng sẵn sàng tâm lý hết rồi. Nhưng mà lúc em mới về thì đặt vào mắt mình thì thấy mẹ chồng mình hơi dữ. Là mình cũng sợ, cũng hơi khớp. Nhưng mà từ từ rồi mình cũng làm quen được, bắt nhịp được với mọi người trong nhà, mình cũng cảm thấy thoải mái ra một chút. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Sau đó về làm dâu thì mẹ thấy rằng cô dâu mình như thế nào? Nhưng mà cưới xong là nó làm gì còn nó làm, cũng không có gần nhiều, là cưới xong 3 ngày là hai con đi gì còn nó làm. Bây giờ mình kể 3 ngày đó đi, con dâu làm gì cho mẹ chồng nè? 3 ngày đó thì nó cũng về mới, mẹ cô cũng thương lắm. cũng không cho làm gì hết. Con ăn gì mẹ nấu ăn, chứ còn mẹ cũng không có cần gì con dâu làm hết. À rồi những ngày đó con dâu ngủ tới mấy giờ? 9 giờ. 90 giờ. Rồi vậy con dâu ăn. Mẹ nói sẵn ra rồi kêu con về ăn. Xong rồi con dâu có giặt giũ quần áo gì trong nhà không? Nó về là mẹ bao hết, mẹ làm hết không cho con dâu làm. Bao lô hết luôn. Rồi con dâu có nấu cho mẹ được bữa cơm nào không? Đúng là con dâu là hồi giờ lúc nào ít nấu nên nó ăn cũng không có ngon. Nhưng mà cô có bao giờ là được chị nấu cho ăn chưa? Chưa. Chưa luôn. Chưa nấu cho ăn sao biết không ngon. Ờ, để lo chồng nó xịu. Chồng chắc là thấy tội nghiệp vợ, sợ vợ nấu không ngon nói vậy thôi. Nhưng mà trong thâm tâm em á là em cũng muốn nấu cho mẹ chồng ăn không? Nói chung là em cũng muốn nhưng mà chưa được một dịp nào để thể hiện hết. Sao có dịp? Thiếu gì dịp cách nào đó chứ. Tại em người miền Tây á, cái khẩu vị hai bên nó không có hợp. À, khẩu vị Gia Lai của mình ăn sao nhỉ? Thường thôi mà do miền Tây ăn ngọt chút thôi, mình ăn đậm đà chút thôi. Đậm đà đây ngọt chút thôi. Mình bỏ ít đường lại, mình đem thêm nước mắm để cho nó đậm. Có một lần con có trổ tài làm được một món là cá hộp á, mình cháy lại á, rồi mình chấm dưa leo. Được một lần duy nhất. Mẹ chồng có ăn chưa? Có ăn cho về, nói ra mẹ chồng dễ chịu lắm, con nấu gì mà ăn nấy thôi. Bữa nào thể hiện món Long An cho mẹ chồng ăn chứ. Không. Nhưng mà hai mẹ con mình có hay tâm sự nói chuyện với nhau nhiều không chị? Trời, rất nhiều luôn chị ơi. Vậy hả? Nhiều không thể tưởng tượng được. Nhiều hơn là em tâm sự với mẹ ruột em nữa. Rồi mình biết được là mình với mẹ hợp nhau điểm gì không? Trước tiên là hợp về cái điểm đầu tiên đó là hát hò. Rất là thích hát luôn. Mỗi lần ví dụ như con cảm thấy vui là con hát khơi vậy đó. Rồi mẹ con cũng thích cái bài đó rồi cũng hát theo. Hoặc là con ru em bé thì mẹ cũng thích cái bài đó, mẹ cũng hát theo. Còn cô thấy cô hợp với con dâu mình điều gì? Điều là sắm sửa, nó đi hay sắm sửa hay mua áo quần này nọ với đẹp. À, vậy là cũng hợp rồi. Có điều gì chưa hợp cô? Đúng là thương con cái là cô thấy hợp hết, cái gì cũng ngon, cái gì cũng hợp hết. Hồi nãy em nghe chị nói là mình có em bé rồi phải không chị? Dạ. Em bé mình lớn chưa nhỉ? Dạ, mới 4 tháng rưỡi à. Dạ, gần được 5 tháng. Cái lúc mà mình mang bầu rồi sanh em bé đó, dạ, tình cảm hai mẹ con mình có kháng khích nhiều không chị? Cảm giác như mình cảm thấy là mình được thương nhiều hơn. Vậy hả? Được cưng nhiều hơn. Rồi mình được gần gũi với gia đình mình hơn. Lúc mà chị sanh đó cô thấy chị như thế nào cô? Chị tội lắm, chị cô đưa đi sanh thì đau rồi con cũng khuyên thôi, con cố gắng mẹ lo hết cho. Điều gì mà khiến cô xúc động vậy? Cô nhớ lại cái khoảnh khắc nào? Cho thấy con nó bầu bì tội á, thương. Cái thời gian đó chắc mẹ con mình có nhiều kỷ niệm lắm chị hả? Dạ. Tại vì thường người ta hay hỏi em là mình muốn sinh về mẹ ruột hay là ở mẹ chồng á. Rồi em nói xin về má chồng mình sinh ai cũng bất ngờ hết. Thường thì mang đứa con đầu tiên ai cũng muốn về mẹ ruột mình chăm, nó sẽ kỹ và nó thoải mái hơn. Nhưng mà khi em nói là em về má chồng sanh ai cũng bất ngờ hết. Hỏi lý do cái em nói trả lời duy nhất là vì mẹ chồng rất là hiểu, rất là quan tâm, nói chung là tâm lý. Rồi con sinh con ra rồi những tháng đầu tiên là mẹ chồng chăm sóc luôn. Dạ, mẹ chồng con chăm hết, chăm cho em bé rồi chăm cho con, rồi ăn uống đủ thứ, nói chung là mẹ lo, má lo hết. Tới ra tháng, em bé được 1 tháng thì con có xin ba má chồng là cho sẽ lên Sài Gòn. Nói chung là ai cũng phản đối thì lúc đó còn chưa được khỏe lắm. Nhưng mà tại vì tính con nó sống tự lập, muốn được kiếm tiền, ham kiếm tiền sớm quá cho nên là không có ngày nào được ngủ yên hết, lúc nào cũng muốn lên Sài Gòn để đi làm hết. Rồi cái ra tháng rồi ba má chồng thấy cũng thương thôi, cũng cho đi lên làm sớm. Cho chứ bực lắm chứ bộ gì, chăm sóc nó từ hồi lúc mới sinh, mới để con tháng rồi đi Sài Gòn rồi. Tháng đi một mình để bỏ con lại nhà cho bà nội. Trời ơi. Rồi lúc đó cô buồn không cô? Buồn chứ, ẩm cháu chứ mực tuổi lắm, khóc mà đêm rồi nào, nhưng mà rồi con nó vậy thôi. Rồi 1 tháng là cai sữa con luôn. Không có gì vô, nó mua dắt sữa rồi bỏ sữa lạnh nó gửi về. Cho gửi về. Trời đất ơi, từ Sài Gòn dắt sữa gửi về Gia Lai cho con. Cô cũng quyết tâm nữa là 3 tháng ngày con cho con ẩm con lên nó nhớ con quá nhưng mà nó cũng dám về, nó sợ là mẹ biết tâm của đó mà sợ mẹ nó về mẹ không cho ẩm đi đó rồi nó có đẩy chồng nó về. Thì bây giờ con biết tâm quá nó nhớ thôi, con cũng ẩm con từ đó giờ đến giờ luôn. Là lên Sài Gòn rồi hả cô? Giờ lên Sài Gòn ở giờ lên bỏ công việc nhà lên ở con chăm dâu. Ủa, tiệm đó là của con, con làm? Dạ con tự mở ra. Rồi cô lên ở chung với con dâu đó, rồi hai chồng nó có khi nào cãi với nhau trước mặt mình không? Có chứ, nó cãi bình thường, nó là con buồn lắm nhưng mà kệ, bây giờ đôi khi con muốn về luôn, nó thôi kiểu ra là tao về anh mà mày cãi nhau quá tao về á, tao không ở nữa. Nhưng mà thằng chồng đó thì hai chồng có cãi nhau chứ mất nói gì má đâu mà má đâu về, thì một khi nó bực thì má về đi. Khi mình cũng buồn ghê nhưng mà thôi thưa cháu thưa con thôi ở lại. Sao em với chồng em không có trao đổi với nhau bởi vì cái việc đó hả? Nói chung là hai chồng em tính cũng giống nhau lắm, nó thoải mái, nó tự nhiên lắm, bực mình cái gì là nói thẳng với nhau, rồi nói mà không hiểu nhau hoặc là không có hồi kết rồi chửi nó luôn. Rồi nhưng mà nói rồi là thôi chứ không có đi bụng. Chửi nhau luôn hả? Chửi trước mặt mẹ chồng luôn? Chửi luôn. Là ông chồng con vô đóng cửa phòng là chửi nhau thoải mái đổng, mà chửi trước mặt mẹ chồng buồn chứ? Buồn lắm, buồn lắm con đó. Nhưng mà thương con thương cháu thì thôi bỏ qua hết. Không, cái này là mới có 1 năm thôi, thành ra cũng chưa tới 1 năm đúng không? Chưa. Nên cũng có vấn đề nó nhẹ, nhưng mà nếu thế này hoài thì đúng là mẹ chồng ở cũng không nổi đâu, vợ chồng phải bàn nhau chứ. Ít cãi lộn lắm, ít khi cãi lộn lắm chú. Mà mỗi lần cãi là cũng hơi lớn thôi. Cãi là đêm vậy đó. Em thấy là chị lo rất là nhiều việc luôn á, nào là việc phải công việc, sự nghiệp nè, rồi con cái trong nhà nữa. Rồi thời gian, và thời gian đâu mà chị dành cho mẹ, chị quan tâm mẹ bằng cách nào? Cái thời gian dành cho con thì nó không, nói thật là không có nhiều. Dạ. Tại vì em vừa nổi mi vừa dạy học viên á, cái thời gian cho học viên còn nhiều hơn thời gian mình lo cho con nữa. Nói chung là cũng may là có má chồng mà lên chăm sóc cho em, cho em bé, em cũng yên tâm một chút. Nhưng mà nhiều khi nằm suy nghĩ lại thấy mình làm mẹ rất là tệ, mình không có thời gian nhiều cho con á. Ban ngày thì má mới giữ, còn tối thì con giữ, nhưng mà mình cũng chưa hài lòng lắm, bản thân mình chưa hài lòng khi mà chưa có nhiều thời gian dành cho con. Chung là nhiều khi cũng buồn, nhưng mà giờ mình cũng phải cố gắng thôi, cố gắng mình làm việc hết mình kiểu như thu nhập mình ổn định thì mình sẽ lo được cho nó nhiều hơn. Biết rằng điều đó, nhưng bây giờ con giống như là đâu phải 3 đầu 6 tay đâu. Con vừa lo chuyện kinh doanh, dạy học viên, rồi lừa có thể lo cho con gia đình, cơm áo gạo tiền thuốc men. Rồi đến lúc nào đó mình vỡ lẽ, mình rất nhiều chuyện mình cáu giận, mình chửi lộn với chồng. Rồi đến lúc nào đó mẹ chồng không thể chịu nổi, chắc chắn mẹ chồng sẽ về quê. Rồi mẹ chồng về quê ai sẽ lo cho con? Rồi lúc đó con phải quay ngược lại con chăm lo con, rồi đôi khi nó lại cáu nhiều hơn nữa. Bởi người phụ nữ á, đôi khi áp lực nhiều quá chịu không được, rồi chồng cũng áp lực, vợ cũng áp lực, và cuối cùng hai vợ chồng đều trút cho nhau nữa. Thì đây là một cái nguy hiểm vô cùng trong đời sống vợ chồng, nhất là vợ chồng trẻ chưa có kinh nghiệm trong cái việc giải quyết cái cuộc sống đó. Nếu mà có mẹ chồng bên cạnh á thì chú nghĩ rằng là mẹ chồng sẽ là người cân bằng cái điều đó. Nhưng lỡ một ngày nào đó tụi con cứ chửi nhau trước mặt mẹ chồng, thật sự á, cái điều này người lớn họ suy nghĩ nhiều lắm. Rồi mẹ chồng ở với nàng dâu á, nó có rất nhiều thứ nhạy cảm mà thể phát sinh ra mâu thuẫn. Ở với nhau 10 tháng rồi, con dâu 10 tháng rồi, con dâu có tặng quà gì cho mẹ chồng chưa? Có rồi hả? Là chưa, hồi chưa cưới nó về nó cũng quà cáp, áo quần, tâm lý lắm. Nó cũng chưa cưới thì cái tần suất tặng quà nó nhiều hơn, còn cưới rồi từ tần suất nó thấp hơn đúng không? Cưới rồi thì bây giờ thấy con vất vả thì cũng mua tặng má, con thôi má không nhận, để con thôi dạ. Con làm đi, đừng có mua sắm gì với má nữa đâu, má qua đây thôi má nó đừng mua sắm với má nữa. Có tổ chức sinh nhật cho má lần nào không? Dạ chưa. Chắc chưa tới hả vậy, hay là mình không có nhớ ngày ta? Tại vì công việc của em cũng lu bu lắm. Sinh nhật mình còn không nhớ luôn. Nhưng mà có nhớ ngày sinh nhật của mẹ không? Không nhớ. Kêu một lần hỏi luôn. Chị không biết ngày sinh nhật của mẹ chồng luôn? Dạ. Tức là thật sự nói chắc là lẽ con lo sự nghiệp nhiều quá, con cũng quên một số vấn đề. Nhưng mà chú nghĩ rằng là cũng nên có. Cái này không phải là bắt buộc đâu, mà đó là một cái tinh thần, nó là của người lớn tuổi. Bảo đảm mẹ con sẽ rất là hạnh phúc luôn. Dạ. má chồng con rất là dễ bị xúc động. Dạ. Tặng một cái nhỏ nhỏ thôi là cũng thấy hạnh phúc rồi, cũng thấy vui, cũng muốn khóc rồi. Ở nhà chắc là bà nội là chăm cháu là nhiều lắm phải không chị? Dạ, chăm nhiều hơn. Không biết là mình với mẹ có hợp nhau về cái quan điểm dạy cháu, con cháu mình không? Em thì không có áp đặt nhiều quá chuyện chăm em bé theo kiểu khoa học bây giờ, cũng không có xưa quá. Em cũng ít tham khảo trên mạng về cách chăm em lắm. Nói chung là cứ thuận theo tự nhiên, cứ để cho mẹ chồng lo. Dạ, chăm lo hết toàn bộ. Chị có cho em bé ăn dặm á chị. Má thấy bé em nó sao ta? Có ăn á, háo ăn á. Cho nên là mẹ muốn cho bé ăn dặm sớm, như tầm 2 tháng cho lên bé muốn dặm. Nhưng mà hai vợ chồng không có chịu, chưa thống nhất được. Má cũng dễ, má cũng thuận theo luôn, chứ không có cãi nhau về mấy cái vấn đề là chăm em bé. Không phải là đây dễ, tại vì giao cháu cho bà lâu lắm rồi. Dạ. Hồi lúc đó 1 tháng đã giao cháu cho bà rồi thì dạ. Cô này cô lo kiếm tiền nhiều, tức là con người của kinh tế luôn. Dạ. Đến bây giờ thì cô có điều gì mà buồn con dâu mà cô chưa nói được không? Có, cô buồn như giờ là khi nó muốn làm gì nó đùng nó làm thôi, chứ cũng không chia sẻ. Làm xong rồi mới nói mẹ ơi con thiếu cái này thiếu cái kia, mẹ ơi mẹ giúp cho con này nọ, rồi khi cô không có muốn như vậy nữa. Ở đây con thấy bà mẹ chồng rất là hiền, rất dễ thương, sẵn sàng cũng chiều lòng con dâu. Cô con dâu thì sống rất là hiện đại, cô con dâu sống rất thoải mái, tự lập cũng quen rồi ha. Tự lập thoải mái, vấn đề là lâu lâu mình có chú tâm một chút xíu về mẹ chồng thôi là được rồi. Chú nghĩ đơn giản thế mẹ cũng hiểu con là phải mưu sinh, phải có cái sự nghiệp trước cái đã. Mình có kinh tế, mình lo cho chồng cho con thì mình mới có nhiều sự quan tâm hơn nữa. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không quan tâm điều gì cả. Một chút quan tâm thôi cũng là quan tâm. Ha, theo chú nghĩ như vậy, con thấy có đúng không? Dạ đúng. Hôm nay thì chồng con có gửi cho chú một lá thư. Đây, chú đọc thử lá thư viết về gì đây. Xin chào chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Em tên Nguyễn Đức Vũ. Em rất bất ngờ khi vợ em tham gia. Thông qua chương trình này, anh mong em và má sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Yêu thương nhau nhiều hơn. Có chuyện gì cảm thấy không hài lòng mình sẽ nói trực tiếp, san sẻ nhau để sống hòa thuận, gia đình thật hạnh phúc. Con thương mẹ nhiều lắm, anh cũng yêu vợ và con rất nhiều. Chồng em biết như vậy đó, em thấy thế nào? Nói về hòa thuận thì con với má cũng hòa thuận lắm, chưa có một lần cãi nhau. Ví dụ như má lên ở thì ăn uống này nọ con cũng đều để ý, đều quan tâm. Nhưng mà má sống giản dị, má sợ phiền con cái. Cái gì cũng ôm hết công việc vào mình, không có để con làm, cứ muốn con tập trung vào công việc, rồi mọi thứ má đều lo hết. Còn cô thấy con trai cô biết thế nào? Có vẻ là cô là người sống bằng cảm xúc. Bao giờ những cái cảm xúc nó cũng đông đầy, và con người có một trái tim rất nhạy cảm, cái gì cũng rất là nhạy cảm luôn. Chính vì thế nên nàng dâu cũng cần phải chú ý đến những cái nhạy cảm đó. Đôi khi mẹ buồn đó mà mẹ cố gắng mẹ không nói ra, đôi khi mẹ cũng tức điều gì đó nhưng mà mẹ cố giấu trong lòng, đôi khi mẹ muốn khóc nhưng mà mẹ cố nuốt giọt nước mắt đó, đúng không cô? Đó. Hôm nay cô đến với chương trình này, cô mong muốn chia sẻ với chị và tất cả mọi người điều gì? Má cũng muốn con là có cái gì chia sẻ rõ ràng, hay là gì với mẹ thông cảm bỏ qua hết, đừng cái kiểu mà để giấu trong lòng, hay là muốn làm gì là việc nói thẳng, chia sẻ thẳng thắn. Con muốn nói gì với mẹ không? Má mới lên sống với con cũng được vài tháng, chung là chưa có gì để buồn nhau hết. Con không lo cho má được nhiều nhưng mà ít nhất con lo cho má, ví dụ là ăn uống hay là từng cái quần cái áo con lo được hết. Cho nên là má đừng có tiết kiệm về những cái chuyện như là ăn uống hay là gì hết, con lo được hết. Tôi thấy rằng đây là cặp mẹ chồng nàng dâu rất là yêu thương nhau, nhưng mà cũng ít chia sẻ với nhau, hiểu nhau rồi, nhưng mà không có nói với nhau nhiều. Chúng ta cần nói với nhau nhiều hơn nữa. Giống như ngày hôm nay mới có dịp chúng ta nói ra những điều này. Chứ con thấy là cô rất là yêu con dâu, mà con dâu cũng thương cô nhiều lắm. Hai mẹ chồng nàng dâu ôm nhau cái nào. Tuyệt vời lắm. Chúc gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Dạ. Chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, chúc cho con thành công rực rỡ nha. Dạ. Rồi, gửi một kỷ niệm của chương trình. Dạ, cảm ơn. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là nước giặt xả đậm đặc Sanzot với công thức đặc biệt giúp giữ màu quần áo luôn tươi mới, thơm ngát và tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Sản phẩm được nhập từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Dạ, xin gửi tặng cô và chị. Cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ, cảm ơn cô. Nếu thời gian nó kéo dài hơn nữa thì cô Linh nghĩ rằng sẽ có nhiều giọt nước mắt hơn nữa, sẽ có nhiều khúc mắc hơn nữa. Dạ, đúng rồi.